Hãy cùng tham gia hành trình đi đến tương lai, nơi mà đa phần các công việc đều được tự động hóa nhờ vào trí tuệ nhân tạo. Sẽ ra sao nếu chúng ta thấy cơ chế tự động ở khắp mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất chế tạo, giáo dục, cho đến y tế, chăm sóc khách hàng và hơn thế nữa. Điều này có thể sẽ gây nản lòng đối với một số nhân viên làm việc chăm chỉ, nhưng nói như vậy cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ con người ra khỏi chuỗi lao động, mà nó có nghĩa là con người chúng ta đã nâng cán cân nhận thức của mình lên một tầm cao mới. Trí tuệ nhân tạo tồn tại với mục đích hỗ trợ con người hoàn thành công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và loại bỏ những công việc buồn chán. Các bạn có bao giờ tự hỏi trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi công việc của chúng ta như thế nào trong tương lai? Ngân hàng. Hãy thử hình dung bạn đang đi vào ngân hàng mà không cần phải xếp hàng hay không phải nhờ đến nhân viên hỗ trợ cho các giao dịch của bạn. Tất cả những gì bạn thấy xung quanh là các cỗ máy đang tự động thực hiện các giao dịch của bạn một cách dễ dàng. Tiện quá đúng không? Điều này đồng nghĩa với việc không còn giao dịch viên, nhân viên kế toán hay nhân viên môi giới nữa, mà sẽ có nhiều quản lý quan hệ công chúng và chuyên gia công nghệ hơn. Ngành bán lẻ. Các bạn có từng để ý là các người máy chất hàng và máy bán hàng tự động đã dần dần trở nên quen thuộc trong trải nghiệm mua sắm của chúng ta không? Và đón xem, đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi. Những công việc nhàm chán và đơn điệu như đóng gói, chất hàng, tính tiền đều sẽ được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. Và sẽ sớm thôi, tất cả những gì chúng ta cần là các nhân viên chăm sóc khách hàng và các chuyên gia công nghệ. Sản xuất chế tạo. Các bạn có biết việc phạm lỗi của con người trong các đơn vị sản xuất chế tạo đã gây thiệt hại và nguy hiểm đến mức nào không? Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ giúp phát triển các quy trình sản xuất hiệu quả hơn, mà nó còn loại bỏ các lỗi của con người, rút ngắn thời gian quyết định và gia tăng năng suất. Những công việc văn phòng sẽ bị loại bỏ, nhưng nhu cầu về chuyên viên bán hàng, kỹ sư và chuyên gia công nghệ sẽ tăng vọt. Y tế. Sẽ ra sao nếu bạn được chẩn đoán chính xác về sức khỏe của mình trước cả khi đến gặp bác sĩ? Phải, tương lai đó không còn xa nữa. Trí tuệ nhân tạo hiện nay đang học cách chẩn đoán những vấn đề về sức khỏe phổ biến và có thể cho ra kết quả về sinh hiệu của bệnh nhân. Và đương nhiên, khi đó chúng ta sẽ không cần đến nhân viên ghi nhận tình trạng sức khỏe, nhưng các y tá và bác sĩ sẽ không bao giờ bị thay thế hoàn toàn được, vì chúng ta luôn có thêm nhiều tình huống mới phát sinh mà trí tuệ nhân tạo không xử lý một cách hiệu quả nhất. Khai thác mỏ và năng lượng. Con người luôn luôn đòi hỏi những món quà đến từ thiên nhiên, vậy nên trí tuệ nhân tạo đang cố gắng giúp các công ty chuyên về năng lượng và dầu mỏ thực hiện các phương pháp bảo tồn mới cũng như gia tăng hiệu quả khai thác và sản xuất. Những công việc lặp đi lặp lại và các công việc hành chính có liên quan đến thao tác dữ liệu như tính toán các chỉ số sẽ bị thay thế, trong khi nhu cầu về công việc đòi hỏi kỹ thuật cao sẽ tăng cao. Nhưng tất cả các loại công nghiệp đều có mặt tốt và mặt xấu. Ứng dụng công nghệ nhân tạo có thể sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp cho xã hội. Trí tuệ nhân tạo không thể tự suy nghĩ, nó chỉ thực hiện những nhiệm vụ có trong cơ sở dữ liệu và không thể xử lý được những tình huống bất ngờ. Vậy nên nó thường gặp trục trặc khi gặp những tình huống như vậy. Trí tuệ nhân tạo có giá rất cao, đòi hỏi phải bảo trì, sửa chữa thường xuyên, gây hao tốn chi phí. Công nghệ này sẽ khiến cho các nhân viên trở nên lười biếng khi họ đã quen với việc để máy móc hoàn thành công việc của họ. Từ những gì đã phân tích, có thể đưa ra kết luận rằng trí tuệ nhân tạo không có khả năng hoàn toàn thay thế công việc của con người, nhưng nó sẽ thay thế và thay đổi bản chất của công việc. Các công ty có thể phải hệ thống lại cơ cấu tổ chức, và các nhân viên sẽ phải được đào tạo lại để có thể làm việc ở công ty với một vị trí phù hợp theo cơ cấu và những yêu cầu mới. Sự tương tác giữa con người và máy móc sẽ đòi hỏi con người phải phát huy thêm các kỹ năng hiện có hoặc hình thành thêm các kỹ năng mới. Nhưng sự hòa hợp giữa đôi bên sẽ mang lại nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm cải thiện năng suất, phát triển bình quân đầu người và nâng cao hiệu quả hợp tác. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể sống lại khoảnh khắc yêu thích thời thơ ấu bằng cách trở lại quá khứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể nhìn thấy mình trông thế nào khi già đi? Liệu có cách nào chúng ta có thể quay trở lại quá khứ hoặc lén vào tương lai của mình không? Việc du hành thời gian có khả thi không? Chà, thật sự là tất cả chúng ta đều du hành thời gian. Tuy nhiên, thực tế có vẻ còn rất lộn xộn. Không phải tất cả các nhà khoa học đều tin rằng du hành thời gian là khả thi. Một số người còn nghĩ rằng nó nguy hiểm và bất cứ ai muốn thử thực hiện sẽ dẫn đến tử vong. Nhưng chúng tôi tò mò và bạn cũng tò mò. Vậy nên, hãy cùng xem một số lý thuyết về du hành thời gian. Một nhà khoa học của thế kỷ 20, Albert Einstein, đã phát triển một lý thuyết gọi là thuyết tương đối đặc biệt. Thuyết tương đối đặc biệt của Einstein nói rằng thời gian chậm lại hoặc nhanh hơn tùy thuộc vào tốc độ bạn di chuyển so với một thứ khác. Chúng ta di chuyển trong không gian càng nhanh thì sẽ càng mất ít thời gian, ít nhất là đối với một người quan sát đứng yên. Chúng ta hãy lấy một ví dụ về nghịch lý song sinh để hiểu thuyết tương đối đặc biệt.
nghịch lý song sinh là một thí nghiệm tư duy trong thuyết tương đối đặc biệt, liên quan đến cặp song sinh giống hệt nhau. Người anh của cặp sinh đôi John quyết định thực hiện chuyến du hành vào vũ trụ bằng 3 tên lửa tốc độ cao, trong khi người em Jack vẫn ở lại trái đất. Giả sử tuổi của cặp song sinh là 15 tuổi, khi John quyết định rời trái đất trong một phi thuyền du hành với tốc độ khoảng 99,5% tốc độ ánh sáng, nhanh hơn nhiều so với tốc độ chúng ta có thể đạt được hiện nay. Và anh ấy chỉ tổ chức sinh nhật 5 lần trong hành trình đó. Khi anh ấy về nhà ở tuổi 20, anh ấy thấy rằng người em sinh đôi Jack hiện đã 65 tuổi, đã nghỉ hưu và đang vui vẻ với những đứa cháu của mình. Bởi vì đối với John, thời gian trôi qua chậm hơn, anh ấy sẽ chỉ trải qua 5 năm cuộc đời. Trong khi Jack, em sinh đôi của anh ấy, sẽ trải qua 50 năm. Do tiếp cận với tốc độ ánh sáng, John, người ở trong phi thuyền, và đi chậm hơn nhiều so với người anh em sinh đôi ở nhà. Nhưng đó có thực sự là du hành thời gian? Có lẽ không phải theo nghĩa mà chúng ta thường nghĩ về nó, nhưng theo bản chất của không thời gian thì đúng vậy. Vậy nên, nếu cuộc hành trình của John bắt đầu vào năm 2003, thì anh ta sẽ chỉ mất 5 năm để đi đến năm 2053, trong khi Jack phải mất 50 năm. Theo một nghĩa nào đó, điều này có nghĩa là John đã được du hành thời gian. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới khám phá được việc du hành thời gian vào tương lai. Nhưng liệu du hành ngược thời gian có khả thi không? Thật là bối rối khi nghĩ về du hành thời gian. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quay ngược thời gian và ngăn không cho cha và mẹ bạn gặp nhau? Bạn sẽ ngăn bản thân mình được sinh ra. Nhưng nếu bạn không được sinh ra, thì bạn không thể quay ngược thời gian để ngăn họ gặp nhau. Có rất nhiều nghịch lý chứng minh hoặc cho chúng ta thấy lý do tại sao du hành thời gian về quá khứ là không thể. Hãy xem xét thêm những ví dụ này. Nghịch lý ông nội. Bạn du hành ngược thời gian và giết ông nội của bạn. Vậy nên bây giờ ba của bạn sẽ không được sinh ra và bạn cũng vậy. Vậy nếu thậm chí bạn còn chưa được sinh ra, thì ai giết ông của bạn? Đã đến lúc suy gẫm rồi đấy, các bạn. Nghịch lý Hitler. Bạn du hành trở lại quá khứ và giết Hitler. Lịch sử thay đổi và bây giờ không có Hitler. Bây giờ nếu Hitler không tồn tại, tại sao lúc đầu bạn quay lại quá khứ để giết hắn? Nghịch lý vòng lặp vô hạn. Một người đàn ông du hành về quá khứ và kết hôn với một phụ nữ. Sau đó anh ta trở lại hiện tại. Người phụ nữ mang thai và có một cậu con trai. Nhiều năm sau, người con trai đó trở thành nhà du hành thời gian xuyên không về quá khứ và kết hôn với người phụ nữ. Vậy bây giờ, ai là con, ai là ba? Nếu trên thực tế, những nhà khoa học này đúng và giả sử việc du hành về quá khứ sẽ gây ra một nghịch lý, thì chúng ta đã có câu trả lời. Du hành thời gian về quá khứ là không thể. Vậy để trả lời câu hỏi của bạn là du hành thời gian có khả thi không? Đối với tương lai, có. Nhưng đối với quá khứ thì hiện tại là không. Đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn chuông thông báo để du hành thời gian trở lại kênh này và biết thêm nhiều video thú vị nhé. Ảnh hưởng của COVID-19 đối với sức khỏe tinh thần. Kể từ trường hợp đầu tiên của COVID-19 xuất hiện vào tháng 12 năm 2019, nó đã lan rộng khắp thế giới và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người. Mặc dù nó thực sự đáng sợ khi rất nhiều người mắc phải, nhưng điều quan trọng nhất là làm chậm sự lây lan của loại virus này và mọi người trên khắp thế giới đang thực hành giãn cách xã hội hay cách ly xã hội. Trong khi các bước này là rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này, nó đã mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sự không ổn định, thói quen hàng ngày bị thay đổi và gây áp lực về tài chính. Những thay đổi này chắc chắn sẽ gây ra nhiều hậu quả đối với sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của chúng ta trong ngắn hạn và cả dài hạn. Các loại rối loạn tâm thần khác nhau ở điểm nào? Sau khi bùng phát SARS vào năm 2003, tỷ lệ lo lắng, trầm cảm và căng thẳng sau dịch bệnh đã gia tăng. Và do đó, trong bối cảnh của COVID-19, sẽ có sự gia tăng các trường hợp trầm cảm, lo lắng và cô đơn. Ngoài ra, lo lắng, buồn bã, tức giận, cáu kỉnh, hoảng sợ, rối loạn giấc ngủ, lo lắng quá mức và cảm giác bất lực là một số hậu quả khác mà mọi người có thể đối mặt. Làm trầm trọng hơn khả năng xảy ra suy thoái kinh tế, khả năng mất việc làm, gánh nặng tài chính và không có gì chắc chắn về các khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Tại sao chúng ta cảm thấy căng thẳng, lo lắng hoặc lo sợ? Lý do sự cách ly có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của chúng ta là vì nó đi ngược lại bản năng xã hội nguyên thủy của con người là tìm kiếm sự thoải mái trong một cộng đồng lớn hơn, cho dù đó là gia đình, bạn bè, hàng xóm hay đồng nghiệp. Con người được coi là sinh vật xã hội và đó là cách chúng ta đối phó khi một thảm họa lớn xảy ra. Nhưng trong trường hợp của virus corona,
chúng ta được yêu cầu đối phó điều này bằng cách tránh xa nhau. Và đây là lúc mà các vấn đề bắt đầu kéo đến. Chúng ta xử lý việc này thế nào đây? Những vấn đề này là hoàn toàn bình thường và xảy ra trên toàn cầu, và rất có thể mọi cá nhân trong khi cách ly đều cảm thấy như vậy tại một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, điều quan trọng là không bỏ qua những vấn đề này và cần nhận ra chúng và sau đó áp dụng các cơ chế đối phó để giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn chúng. Dưới đây là một số chiến lược đối phó mà chúng ta có thể thực hiện để cải thiện tinh thần của mình, có thể giúp chúng ta tự chủ cuộc sống của mình. Ngủ đủ giấc. Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, bám sát thời khóa biểu thông thường của bạn. Tham gia hoạt động thể chất thường xuyên. Hoạt động thể chất và tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm lo lắng và là một thành phần thiết yếu để cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, hãy tuân thủ thói quen nhảy múa hoặc hướng dẫn tập thể dục và chỉ cần vận động. Ăn uống lành mạnh. Hãy chọn một chế độ ăn uống lành mạnh có sự cân bằng. Tuy nhiên, bạn có thể bị cám dỗ khi xem chương trình yêu thích của mình và ăn hết chỗ đồ ăn vặt không lành mạnh. Đừng làm điều đó. Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị. Hãy tắt các thiết bị điện tử vào một khoảng thời gian mỗi ngày, bao gồm 30 phút trước khi đi ngủ. Cố gắng ý thức về việc dành ít thời gian hơn trước màn hình TV, máy tính bảng, máy tính và điện thoại. Thư giãn và nạp năng lượng. Làm điều gì đó tích cực để chế ngự sự lo lắng là một chiến lược đối phó lành mạnh. Ngay cả một vài phút thời gian yên tĩnh cũng có thể làm sảng khoái và giúp bạn tĩnh tâm. Nhiều người cảm nhận được những lợi ích từ việc thực hành yoga hoặc thiền. Bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, nghe nhạc hoặc đọc sách. Bất cứ điều gì phù hợp với bạn và giúp bạn thư giãn, hãy luyện tập thường xuyên. Hãy giữ bản thân bận rộn, tìm kiếm sự phân tâm có thể giúp bạn thoát khỏi vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực gây lo lắng và trầm cảm. Hãy tận hưởng những sở thích mà bạn có thể làm ở nhà, tham gia một lớp học trên mạng, bắt đầu một dự án thủ công hoặc chỉ cần dọn dẹp tủ quần áo mà bạn đã hứa sẽ làm. Hạn chế tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng. Tin tức liên tục về COVID-19 từ tất cả các phương tiện truyền thông có thể làm tăng nỗi sợ hãi về căn bệnh này. Hạn chế các phương tiện truyền thông xã hội có thể khiến bạn giảm sự tiếp xúc với những tin đồn và thông tin sai lệch, đặt sự ưu tiên. Đừng trở nên choáng ngợp với việc tạo ra một danh sách thay đổi cuộc đời về những điều cần đạt được khi bạn ở nhà. Hãy đặt mục tiêu hợp lý mỗi ngày và thực hiện các bước để đạt được các mục tiêu đó. Mạng xã hội có thể khiến bạn cảm thấy mình là một phần của cuộc đua. Đừng để bị choáng ngợp khi những người khác làm việc hiệu quả hơn bạn và hãy cho bản thân sự tín nhiệm cho mỗi bước đi đúng hướng dù nhỏ đến đâu và nhận ra rằng một ngày nào đó sẽ tốt hơn những ngày trước. Kết nối. Đây là thời điểm khủng hoảng, nhưng chúng ta đang cùng nhau vượt qua. Nhắn tin hoặc gọi điện để kiểm tra bạn bè, thành viên gia đình và hàng xóm của bạn. Đặc biệt là những người lớn tuổi. Một lời chào nhanh có thể làm cho một ngày của ai đó tốt hơn rất nhiều. Một cử chỉ tử tế đơn giản có thể khiến bất kỳ ai hạnh phúc. Và ngược lại cũng có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Tìm kiếm sự trợ giúp. Mặc dù đây là một số cách chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng hãy nhớ rằng nếu bạn nhận thấy tinh thần của mình đang dần xấu đi, tốt nhất bạn nên tìm đến chuyên gia sức khỏe tinh thần để được trợ giúp tốt nhất. Vì vậy, cho đến khi đó, hãy kiên nhẫn và hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Hãy giữ an toàn và chăm sóc sức khỏe của bạn một cách lành mạnh, cả thể chất và tinh thần. Đừng quên đăng ký Bạn Tò Mò để biết thêm nhiều nội dung thú vị. Khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều muốn trở thành phi hành gia. Sau khi xem video về các phi hành gia trên tàu vũ trụ, sống trong không gian nghe có vẻ rất thú vị, nhưng cũng có những thách thức riêng của nó. Hầu hết những thứ chúng ta coi là bình thường trên trái đất thì trong không gian có thể khá phức tạp. Với việc du hành vũ trụ trở thành một khả năng thực sự trong tương lai gần, hãy cùng xem cuộc sống trong không gian sẽ ra sao. Bạn tò mò. Bạn được chọn những loại thực phẩm nào để mang vào không gian? Ngày nay có rất nhiều loại thức ăn có thể mang vào không gian, đặc biệt là trên trạm vũ trụ quốc tế, nơi người ta có thể chọn một trong hàng trăm món ăn khác nhau. Các phi hành gia được đưa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS với nguồn cung cấp thực phẩm riêng của họ, bao gồm đồ ăn nhẹ sấy khô và các loại thực phẩm đóng gói và ổn định nhiệt khác. Giống như hầu hết các thứ được gửi vào không gian, trọng lượng là một vấn đề đáng cân nhắc. Để mang khoảng 0,5 kg đồ lên không gian thì phải tốn khoảng 10.000 đô la. Giá trị dinh dưỡng và hạn sử dụng của thực phẩm cũng là những yếu tố quan trọng vì nó phải cung cấp mọi thứ mà các phi hành gia cần để duy trì sức khỏe trong thời gian dài. Nguồn cung cấp nước từ đâu ra? Nguồn cung cấp nước trên ISS bị hạn chế. Điều này buộc các phi hành gia phải sáng tạo một chút khi muốn dự trữ tốt nguồn cung cấp nước của họ. Họ có mang theo nước từ trái đất, nhưng cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Và nếu tiếp tế từ trái đất thì rất đắt đỏ.
nên các phi hành gia trên ISS thu gom nước thải của họ, bao gồm nước tiểu, mồ hôi và thậm chí cả hơi ẩm từ hơi thở của họ, sau đó cho nó chạy qua một bộ phận lọc trên tàu để loại bỏ tất cả tạp chất hoặc chất gây ô nhiễm nào có trong đó. Nước này sau đó có thể được sử dụng để uống, tắm rửa và dùng cho thức ăn. Nghe có vẻ khá kinh tởm, nhưng NASA cho biết nước tái chế trên ISS thực sự sạch hơn những loại nước mà chúng ta uống trên trái đất. Bạn ngủ trong tàu vũ trụ như thế nào? Ngủ trong không gian không giống như bình thường. Các phi hành gia không thể ngủ trên những chiếc giường bình thường vì có rất ít trọng lực nên họ sẽ lơ lửng trong khi chợp mắt. Họ ngủ trong túi ngủ được dán chặt vào tường ở trạm ngủ riêng của mỗi người. Trạm ngủ là những phòng có kích thước bằng bốt điện thoại, có thể chứa máy tính, sách, quần áo và các vật dụng khác để họ cảm thấy thoải mái như ở nhà. Còn việc sử dụng nhà vệ sinh thì sao? Bạn đi vệ sinh trong không gian như thế nào? Đây là một câu hỏi mà các phi hành gia được hỏi khá thường xuyên. Các phi hành gia cần phải buộc mình vào bồn cầu để họ không bị trôi đi. Các nhà vệ sinh trong không gian sử dụng sự chênh lệch áp suất không khí để xử lý chất thải. Bình minh và hoàng hôn nhìn từ không gian thì như thế nào? Bạn có thể nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một số cảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp trên trái đất. Nhưng khung cảnh từ trạm vũ trụ thực sự ấn tượng hơn rất nhiều. Điều đáng ngạc nhiên không phải chỉ ở chất lượng mà còn có số lượng của các sự kiện này khi nhìn từ không gian. Các phi hành gia đôi khi trải qua tới 16 lần hoàng hôn trong 24 giờ khi di chuyển quanh trái đất. Bạn có thể tồn tại trong không gian mà không mặc đồ du hành vũ trụ không? Được, nhưng có thể tồn tại trong không gian mà không cần mặc đồ du hành vũ trụ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu bạn thực hiện một bước đi táo bạo vào không gian mà không có đồ bảo vệ thích hợp, bạn sẽ không chết ngay lập tức. Bạn sẽ ngất xỉu sau 15 giây, 90 giây sau đó bạn sẽ chết vì ngạt thở. Cơ thể của bạn cuối cùng sẽ đông cứng vì ngoài không gian cực kỳ lạnh. Vậy nên, tốt hơn bạn đừng quên đồ du hành vũ trụ của mình. Tại sao đồ du hành vũ trụ lại có màu cam và trắng? NASA đã không chọn màu cam và trắng cho đồ du hành vũ trụ vì họ muốn tạo nên một xu hướng thời trang mới. Những màu này đã được chọn sau khi kiểm tra và thử nghiệm toàn diện. Các phi hành gia mặc bộ đồ thoát hiểm cải tiến màu cam ACES khi tàu con thoi đang bay lên, khi vào không gian hoặc quay trở lại trái đất. Màu cam này còn được gọi là màu cam quốc tế, rất dễ được nhìn thấy ở bất kỳ cảnh quan nào, chẳng hạn như trên biển. Bộ quần áo hoạt động ngoài vũ trụ màu trắng EVA được các phi hành gia mặc trong các chuyến đi bộ ngoài không gian. Cơ thể bạn thay đổi như thế nào trong không gian? Các phi hành gia liên tục trôi nổi xung quanh trạm vũ trụ trong nhiều tháng, không có trọng lực đè lên các đốt sóng. Cột sóng thẳng ra làm cho họ cao hơn. Các phi hành gia cao thêm 3% khi sống trong môi trường không trọng lực. Môi trường không trọng lực cũng giúp việc nâng hàng chục ký trong không gian trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể tắm nước nóng và tắm bồn trong không gian không? Vòi sen và bồn tắm không sử dụng được trong không gian. Các phi hành gia sử dụng bọt biển hoặc khăn tắm để rửa mình. Họ cũng sử dụng xà phòng và dầu gội đặc biệt không cần xả lại để tiết kiệm nước. Họ cũng cần phải cẩn thận khi cạo râu hoặc chải tóc vì tóc rụng có thể trôi đi và bị hít vào hoặc rơi vào mắt ai đó. Bạn có biết thêm sự thật thú vị nào về việc sống? Khoa học từ lâu đã hỏi và trả lời tất cả các loại câu hỏi khó. Tất cả mọi thứ từ việc vũ trụ được tạo ra từ cái gì, cuộc sống bắt đầu từ khi nào hay du hành thời gian thực sự có khả thi không? Tuy nhiên, điều quan trọng phải hỏi trước, làm ơn trả lời câu hỏi hóc búa kinh điển. Cái nào có trước, con gà hay quả trứng? Thoạt nghe có vẻ như một câu hỏi đơn giản, nhưng khi bạn nghĩ lại, nó thực sự đơn giản như vậy không? Trứng sinh ra từ gà, và gà cũng được sinh ra từ trứng. Và chu kỳ này tiếp tục mãi mãi, vì cái này liên tục sinh ra cái kia. Hôm nay chúng ta sẽ xem lại liệu khoa học có thể giúp chúng ta tìm câu trả lời không? Như chúng ta đã biết, tất cả những con gà đều nở ra từ trứng và tất cả những quả trứng đều do gà đẻ ra. Mọi thứ phụ thuộc vào một thực thể tồn tại từ trước để bắt đầu sự tồn tại hiện tại của chúng. Vậy làm sao để chúng ta tìm ra được cái nào có trước? Tiến hóa chính là chìa khóa. Sự tiến hóa nắm giữ câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta hãy xem thử. Trong thế giới động vật sinh ra trứng là động vật đẻ trứng. Nói một cách khoa học, một quả trứng không là gì khác hơn một lớp vỏ có màng bao bọc, nơi phôi thai có thể phát triển và trưởng thành cho đến khi nó có thể tự sống. Trứng được sinh ra bởi các loài động vật khác trước khi cả gà xuất hiện trên trái đất. Người ta ước tính rằng động vật có màng ối, một loài động vật bốn chi có xương sống đẻ trứng, có thể xuất hiện từ khoảng 370 đến 340 triệu năm trước. Điều này ủng hộ quan điểm cho rằng trứng có trước. Bây giờ chúng ta hãy xem xét đến gà. Các loài chim hiện đại thực sự đã tiến hóa từ loài khủng long ăn thịt nhỏ, các loài trung gian đầu tiên giữa chim và động vật chân đốt.
Khủng long có đặc điểm là xương rỗng và các chi có 3 ngón, chẳng hạn như Archaeopteryx. Sống ở cuối kỷ Jura, 201 đến 145 triệu năm trước. Tổ tiên thực sự của các loài chim có lẽ xuất hiện ở cuối kỷ phấn trắng, 145 đến 66 triệu năm trước. Dòng dõi này cho chúng ta biết rằng loài chim tiến hóa muộn hơn nhiều so với khủng long và khủng long đẻ trứng. Con gà đầu tiên tồn tại sẽ là kết quả của một đột biến di truyền hoặc các đột biến xảy ra trong một hợp tử được tạo ra bởi hai loài chim giống gà hoặc gà nguyên thủy. Vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, hai loài chim giống gà, chúng ta gọi là gà trống nguyên thủy và gà mái nguyên thủy, đã giao phối và gà mái nguyên thủy đã đẻ ra một lứa trứng. Một trong những quả trứng này đã sinh ra con non mang đột biến DNA, sinh ra được gọi là con gà đầu tiên. Điều này cuối cùng khẳng định rằng trứng chắc chắn có trước gà. Tuy nhiên, một số nhà khoa học tin rằng gà có trước. Niềm tin này dựa trên quá trình cần có để hình thành nên trứng gà. Chà, để đẻ trứng, gà có một loại protein rất cụ thể gọi là ovocledin 17 hoặc OC 17 để giúp quá trình hình thành vỏ trứng. Protein này chỉ được tìm thấy trong buồng trứng của gà, dẫn đến gợi ý rằng con gà phải có trước quả trứng. Vì nếu không có OC 17 thì không thể có sự hình thành trứng gà. Chà, chúng ta đang quay lại vấn đề nan giải này và vẫn đang cố gắng tìm hiểu. Tại sao không cho chúng tôi biết cái nào có trước? Chúng tôi rất muốn nghe quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy nhấn đăng ký và nhấn nút cái chuông để xem thêm video.